Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thầy Hổ Fbody. Các bạn thân mến, với mô hình MVC, khi tương tác với database thì model là đóng vai trò quan trọng nhất trong việc là tương tác với database, nghĩa là nó phải tạo kết nối với database và nó tạo ra những cái function để nó thực thi những câu lệnh như là query, tức là chọn lựa dữ liệu từ database ra với điều kiện gì đó, hoặc là thực thi là thêm dữ liệu vào database, và hoặc là thực thi cái phần mà update, hoặc là thực thi phần delete database. Thì với những cái yêu cầu như vậy thì chúng ta nên làm một cái file model riêng để làm việc với database. Thì model đó thì chúng ta có thể gọi là DAO. Thì đây là cái model mà sử dụng chung cho tất cả các module khác, như là danh mục sản phẩm, hoặc là bình luận, hoặc là tất cả một cái module nào đó. Nghĩa là khi mình thực hiện với database thì mình tạo một cái function để mình kết nối với database. Thì cái function này gồm có những cái hàm như sau. Thứ nhất là khai báo cái database đó tên gì ha, và username password nó ra làm sao. Ví dụ username đó là root, password là 0, thì cái này là username password mặc định của Sam. Cái BDO tức là cái phương thức để kết nối database ha. Sau khi có những cái ba thuộc tính này rồi thì các bạn có thể là khai báo cái connect và set cái giá trị thông báo lỗi, và cuối cùng trả về connect đó để làm gì, để mà mình thực thi với database. Ví dụ như là để thêm, sửa, xóa database thì các bạn chỉ cần là với cái biến connect trả về đó, chúng ta thực thi cái hàm là get connection nha, tức là gọi cái hàm này nè các bạn, gọi cái hàm này để connect database. Sau khi connect database xong thì chúng ta sẽ thực thi một cái câu lệnh SQL nào đó. Để thực thi một câu lệnh SQL nào đó thì các bạn phải qua hai bước. Bước thứ nhất là các bạn phải chuẩn hóa cái câu SQL đó. Bước thứ hai là các bạn phải thực thi. Và thực thi nghĩa là gì? Tức là mình update hoặc là delete ha. Rồi, khi mình chọn dữ liệu ra thì mình lại viết một cái hàm khác, sử dụng một hàm khác. Hàm đó là hàm BDO query. Thì cái này cũng vậy, để thực thi cái câu lệnh SQL nào đó thì các bạn phải làm gì? Các bạn phải gọi kết nối ha. Gọi kết nối, sau đó thì các bạn làm gì? Chuẩn hóa cái câu SQL đó, và cuối cùng là các bạn là chọn cái cách mà mình sẽ hiển thị dữ liệu lên, chọn cái cách mà trả về dữ liệu, và cái này là trả về fit on, tức là trả về tất cả ha. Rồi ngược lại với trả về tất cả thì mình trả về một record, trả về một record nghĩa là sao? Nghĩa là cái query của mình đó, nó có một cái điều kiện, mà điều kiện đó là trả về chắc chắn một record thôi. Thì mình sẽ gọi cái hàm là fit ha. Hai hàm này khác nhau có chỗ là fit on và fit thôi. Đó. Còn cái việc là ví dụ như kết nối database như thế nào, chuẩn hóa SQL ra làm sao và thực thi như thế nào, giống hệt luôn, giống hệt cái hàm ở trên luôn ha. Thì hàm ở trên mình gọi là BDO query, nghĩa là sau này nếu mình thực thi với cái lấy tất cả sản phẩm hoặc là lấy tất cả danh mục thì mình sử dụng cái hàm này là ok. Còn ví dụ như là mình muốn lấy tên danh mục ha, hoặc là lấy chi tiết một sản phẩm nào đó thì mình sử dụng cái hàm BDO query one là ok. Cái thư viện này tôi sẽ share trong cái mô tả clip này, các bạn cứ vô đó các bạn download về. Còn chi tiết cái hàm này nó thực thi cái gì, cái hàm này nó có ý nghĩa như thế nào thì các bạn có quyền là các bạn pb.net để các bạn search lại cái hàm này có những cái tham số gì và giá trị ra sao. Thì ở đây cái hàm function get args nó rất là hay. Cái hàm này cái hàm là lấy tất cả các biến truyền vô trong cái function đó. Nếu mà mình không biết là cái function mình nhận bao nhiêu biến thì mình rất là cực ha. Mình có thể là biến 1, phải biến 2, phải biến 3, phải biến 4, phải, và nó có nhiều biến không biết. Thì bây giờ mình chỉ cần gọi cái hàm này một lần thôi thì nó sẽ trả về tất cả các biến truyền vô cái function này đó. Thì các bạn có thể tham khảo lại cái mô tả trong cái trang bb.net để các bạn search với cái ý nghĩa từng cái. Rồi, array slide là cái gì thì các bạn cũng có quyền search lại, kiểm tra lại nó là cái gì ha. Và tôi sẽ share cái thư viện này ở vào cái comment cái phần, sẽ share thư viện này ở trong cái phần mô tả cái clip này ha. Và các bạn có thể download về để mình bắt đầu mình bắt tay vô việc là thêm, sửa, xóa. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái phần clip giới thiệu về thư viện BDO để kết nối, để thực thi và để query dữ liệu từ database. Hẹn gặp.
hẹn các bạn ở clip sau. Hẹn các bạn clip sau, chúng ta sẽ bắt tay vào việc là thêm sửa xóa danh mục. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.